Mình với gia đình đang đường thì đi về ha, về nhà. Thì trên đường về qua đường Gò Vấp thì mình sẽ quay một số khung cảnh buổi sáng ngày 13 tháng 1 2018 cho quý vị xem ha. Đấy, bên đây là công ty Sasco chuyên cung cấp cái sức có thức ăn nhanh tại sân bay ha. Đây, tập đoàn Hà Đô đó là tòa nhà đó là dành cho tầng trên đó, khoảng tầng 5 tầng 6 là dành cho các cái bên tiếp viên của Vietjet Air. Họ khi mà họ bay xong họ về đó họ tập trung để triển khai những cái thông tin và triển khai chất lượng để phục vụ hành khách đó, tập đoàn Hà Đô. Thì bên alo. Rồi đúng rồi, anh chạy vô cho cái số nhà nhà mình nha. 0-33-18 luôn. Đúng rồi. Vista này ha. Phía trước là tập đoàn City Group. Có xe đang vô nha, đang chở khách. Có xe đang vô đó. Có xe đang vô, đang trên xe của khách. Xe không không lấy số xe mà chiếc Yamaha Sirius đó, thì Uber á. Không đồng. Sorry, sorry. Hey, buổi sáng tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất rất là đông ha, nhiều xe đi lại, mật độ dân số thì bây giờ Sài Gòn lên là gần nếu theo mà thống kê thì chắc cũng gần 14 triệu dân rồi. Thì bây giờ rất là đông ha. Ở đây có cái cầu vượt nè quý vị, mình đi qua dưới cầu vượt nữa hả. Ồ, nhiệt độ giờ này là 23 độ C hả? Ồ, lạnh dữ ta. Hay là bị sai ta? Lạnh dữ, 23 độ C chứ ta. Cả 28 hay 9 là thôi chứ. 23 độ C, chuyện nhỏ, không ngồi đây nãy 16, 15, 16 lạnh. 15, 16 lần không á? Trời, quá lạnh ha. Rồi nó lạnh vậy là mặc hai lớp áo, bởi vì anh thấy về má mặc áo nhiều, mấy lớp áo luôn đó. Bây giờ đi ra đường lạnh ghét. Bây giờ là quy hoạch lại đường Hồng Hà, đường một chiều, hồi xưa là đường hai chiều quý vị ha. Bây giờ đường một chiều rồi, đường này là đường ra khỏi sân bay. Nhà Bạch Đằng nó lại vô sân bay. Đằng là đường vô, hồi trước là cứ hai thằng này là cứ hai chiều hết. Nhưng mà có mấy người mà họ lâu lâu họ lên Sài Gòn họ dễ lộn lắm, tại hồi xưa họ cứ nhớ là cái đường này đường hai chiều mình đi thoải mái mà. Đây, bên đây là đoàn tiếp viên của Việt Nam Airlines họ nghỉ ngơi ha. Đó. Đây, tập trung đoàn. Bên đây là khu huấn luyện của Việt Nam Airlines nè. Của hàng không Việt Nam Airlines. Rất là rộng ha. Tiếp giáp với lại công viên luôn. Thì bây giờ khung cảnh khi mà làm đường này thì có một đường là cắt ngang qua bên công viên. Để mà giải tỏa cái áp lực về mật độ xe đi. Đó, hai bên quý vị thấy họ đang làm lại hết rồi nè, rất là đẹp ha. Có hồ nè. Mở đường này nó đỡ kẹt xe sân bay liền thôi nè. Trước là xanh hướng dẫn về chợ Thủ Đức nè, chợ Gò Vấp nè,
công viên Hoàng Văn Thụ 2 km. Nguyên thành phố có một mỗi một đoàn xiếc. Đây rạp xiếc quý vị ha, gần công viên có một cái rạp xiếc thành phố. Xiếc cà phê. Đúng rồi. Chị mới làm cái con dương. Là mới làm cầu dương. Đó bên đây là cũng đang làm sắp xong một cái cầu dược nữa nè. Về hướng đây là đường Nguyễn Kiệm. Cái đường Nguyễn Kiệm này chiều rồi. Đưa các đường đại học, bệnh viện, bệnh đồ với khu này khu kia đi ra hết mọi ô rồi là coi như ở đây là mình cạn xe. Đúng rồi. Tất cả mọi cái là đưa ra ngoại ô hết. Nó cái sơn flag office đó là ủa flag đúng rồi, flag office đó là cái... sao lại có thiên long nữa ta, cho dân phong phẩm. Ờ đi sát đây ha. Đông quá. Nay trời nó cũng nắng cũng ít ha. Giờ 8 giờ 15 rồi mà giống như 6 giờ mấy vậy. Sao mấy gần 7 giờ. Bắt đầu không khí lạnh. Bắp nha quý vị, chứ không phải Phạm Ngũ Lão quận nhất đường Bùi Viện nha. Sài Gòn có hai Phạm Ngũ Lão. Mốt là phải có cầu vượt hết. Giờ mà chứ bây giờ đi kẹt xe 15-20 phút quá đông rồi. Giờ này là giờ hôm nay là thứ bảy là đỡ đó, chứ em thấy mà ngày thường thứ hai thứ ba thứ tư thấy đi là kẹt, đi là kẹt. Wow tuyệt vời quá. Đấy, cầu vượt này hay ghê nè. Đó, xe đi thẳng lên cái tới qua bên kia là tới Nguyễn Oanh. Sắp tới là xem có anh thêm làm quay Quang Trung nữa không ta? Không, ở dưới thôi. Dưới Quang Trung. Bây giờ anh cầu vượt là Nguyễn Oanh. À. Hay bên đây là những cái khu dự án mới của lên gì bên dự án lên Việt.
xuống đường Nguyễn Oanh. Wow, giờ quá nhanh nè, đi chắc cỡ 30 giây phút cùng lúc đi, kẹt xe quá trời, nhất là xe hơi đi hoặc là kẹt xe cứng ngắc.